Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến kinh tế của người dân, nên dự báo sức mua hàng hóa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2022 sẽ giảm so với những năm trước. Nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng cũng như để lượng hàng hóa bán ra tăng mạnh trong những ngày cuối năm, các siêu thị, cửa hàng đã tổ chức nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi để kích cầu mua sắm. Từ những ngày cuối năm, nhiều doanh nghiệp phân phối bán lẻ, cửa hàng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá từ 30% đến 50% nhằm kích cầu mua sắm cuối năm. Nhưng hiện so với cùng thời điểm những năm trước thì sức mua trên thị trường khá trầm lắng. Năm nay, siêu thị Co.op Bạc Liêu tiếp tục tập trung giảm giá các mặt hàng nhu yếu phẩm, phi thực phẩm cần thiết đối với người tiêu dùng. Giá các mặt hàng bánh mứt, các loại hạt thường được sử dụng nhiều trong ngày Tết không tăng so với năm trước. Đặc biệt đối với mặt hàng giỏ quà Tết cũng có giá dao động từ 200.000 đến gần 2 triệu đồng, giảm gần 1 triệu đồng so với năm trước. Những năm trước, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm của khách hàng, hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh trong tỉnh Bạc Liêu dự trữ số lượng lớn hàng hóa để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên năm nay, dự báo sức mua sẽ giảm nên cửa hàng cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn đến khách hàng. Mặc dù thời điểm hiện tại thị trường Tết chưa thực sự sôi nổi, nhưng những người kinh doanh buôn bán vẫn hy vọng rằng thị trường hàng hóa Tết sẽ lại nhộn nhịp trong những ngày sắp tới.